Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng, các anh chị đầu tư đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hùng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình sẽ review giới thiệu cho quý vị một căn nhà ngang 5m, chiều dài là 28m, nhà sổ hồng riêng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Đây là một căn nhà có diện tích cực đẹp, với diện tích ngang 5, dài 28. Chủ nhà thiết kế sân xe hơi và có phòng ngủ ở dưới. Tổng nhà này có 3 phòng ngủ và 3 phòng vệ sinh, có sân vườn ở phía sau. View sân phía sau rất là đẹp quý vị nhé. Quý vị nhớ đón xem hết video luôn. Nếu thấy căn nhà này đẹp, hãy tặng cho mình xin một like và hãy ấn đăng ký kênh, chia sẻ lên Zalo, Facebook để anh em bạn bè người nhà của mình xem được. Thì đang có nhu cầu xây nhà sắp tới, bác nào có lô đất ngang 5 dài 20 hoặc dài 30 thì hãy tham khảo video này. Nếu thấy đẹp hợp lý, mình có thể áp dụng xây theo nhé. Vì đây là mẫu nhà rất là đẹp, hiện tại đang được chào bán với mức giá là 3 tỷ 500 triệu đồng quý vị nhé. Như căn nhà này lúc trước Hồng Sơn cũng có đưa lên trên mạng rồi, nhưng do chủ nhà về quê một thời gian, nhà chính chủ xây nhưng mà chưa có ở quý vị nhé. Một căn nhà được thiết kế rất là đẹp, bố trí rất là hài hòa. Nhà một trệt một lầu, trên cùng chủ nhà lập ngói thái. Rất là đẹp quý vị nha. Đây là một căn nhà có diện tích cực đẹp và bố trí cũng rất là đẹp. Tặng một số nội thất trong nhà khi quý vị mua về ở. Nhà ở tầng trệt đã có giường, tủ rồi. Và đây là khu vực view phòng bếp. Phía dưới mình là khu vực phòng ngủ của tầng trệt và phòng vệ sinh ở cuối cổng với sân phơi. Mình xem sơ sơ ở khu vực tầng trệt, mình sẽ ra xem lại mặt tiền cũng như con đường phía trước quý vị nhé. Nhà này có con đường phía trước rộng tầm 7m thông. Vị trí căn nhà này gần với ngã tư Bình Chuẩn, thuộc nhà này giáp danh với phường Bình Chuẩn quý vị nhé. Nhà này thuộc Tân Phước Khánh của Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Như quý vị nhìn thấy thì xe ô tô di chuyển thoải mái trên con đường này. Sân xe hơi quý vị nhé. Bây giờ mình sẽ ra xem con đường phía trước rồi nhìn lại mặt tiền căn nhà này. Phía trước mình đây là đường, hiện tại đang là đường đá mi 7m thông quý vị nhé. Sắp tới sẽ lên nhựa. Thì quý vị có một căn nhà mặt tiền đường kinh doanh buôn bán rất là tốt. Phía trước màn hình là một căn biệt thự này. Và ở đây có những đây có một quán nhậu quý vị nhé. Và bên đây có văn phòng công ty. Vị trí này quý vị có thể mua về vừa ở vừa kinh doanh buôn bán, mở văn phòng công ty, rất là ok quý vị nhé. Đường rất là lớn. Và kế bên nhà mình đây cũng có hai biệt thự ở đây. Căn mái ngói màu đen mới vừa được hoàn thiện được tầm khoảng là gần một tháng quý vị nhé. Đường rất là lớn. Quý vị nhìn lại mặt tiền căn nhà này. Mặt tiền mái thái hình chữ A, trên cùng chủ nhà lập ngói thái. Và cổng này cũng được lập ngói thái luôn. Cổng này chủ nhà làm hai cánh cửa lớn này. Và sân này thì mình chạy xe hơi vào thoải mái quý vị nhé. Sân thì được chủ nhà lót gạch tàu. View rất là đẹp nha. Với mức giá là 3 tỷ 500 triệu đồng, quý vị sở hữu một căn nhà gần 150 mét vuông như thế này. Tổng là 141 mét quý vị nha. Đây là ban công vuông này. Và hướng căn nhà này mình để ở phần mô tả, mình đang quay mình có quên hướng rồi. Mình sẽ đo lại hướng và để lại hướng ở phần mô tả cho quý vị xem nhé. Di chuyển vào khu vực phòng khách. Vách hai bên thì được chủ nhà ốp alu giá nhựa giá đá, rất là đẹp. Ở đây mình có kệ tivi cộng với những kệ để bình trang trí ở khu vực này. Phía trên trần mình có đèn chùm ở khu vực trần trí thạch cao. Và này, nhà đã được chủ nhà gắn rèm đầy đủ rồi quý vị nhé. Nhà mới 100%, chưa có người ở một lần nào quý vị nhé. Dưới gầm cầu thang có những kệ này, kệ trang trí nhé. Và ngăn cách giữa phòng khách và phòng bếp, ở đây mình có một trụ cầu thang
được làm bằng gỗ gõ đỏ luôn quý vị nhé, kết hợp với kiến cường lực. Và khu vực đây là view phòng bếp, kê bàn ăn 6 ghế 8 ghế thoải mái. Ở dưới cầu thang này thì mình để tủ lạnh size lớn được luôn nhé. Bếp thì được chủ nhà làm hai dàn trên và dưới, bên đây có một tủ rượu mini, ở trên thì có đèn chùm cũng như hệ thống đèn led, đèn chiếu sáng. Đối diện với khu vực cầu thang và phòng bếp thì chủ nhà làm một dàn tủ rượu cũng rất là đẹp. Ở khu vực này mình có thể để những chai rượu ngoại hoặc những bình bông trang trí khu vực nhé. Bây giờ mình sẽ tham quan khu vực phía cuối như là phòng ngủ này. Đây có phòng ngủ tầng trệt quý vị nhé. Tặng một số nội thất trong nhà khi quý vị mua về ở nhé. Ở đây đã có giường, tủ áo và kệ để túi sách cho các chị em, cộng với một bàn trang điểm nhỏ nhỏ. Di chuyển về phía cuối căn nhà, phía cuối bên đây là phòng vệ sinh, còn đây là view sân thượng sau này quý vị này. Sân sau ở tầng trệt quý vị nhé. Ở đây mình có thể phơi đồ ở tầng trệt được luôn. Tuy nhiên nhà này có sân phơi đồ ở trên rồi, quý vị có thể làm khu vui chơi giải trí ở khu vực này cũng được luôn. Và tất cả hệ thống cửa của căn nhà này thì được chủ nhà làm cửa nhôm xin pha kết hợp với kính cường lực. Phòng vệ sinh ở đây thì mình có chậu rửa ở khu vực này quý vị nhé. Chậu rửa gương soi rất là đẹp. Nội thất này, bồn cầu chậu rửa, vòi tắm đứng, massage sen thuyền đầy đủ hết. Nhà này có 3 phòng vệ sinh quý vị nhé. Có 3 phòng vệ sinh như thế này. Có một phòng ngủ là có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng ở lầu trên. Quý vị nhìn lại không gian tầng trệt, mình sẽ cùng lên trên quay cho quý vị khám phá khu vực ở trên. Quý vị đang xem, nếu thấy căn nhà này đẹp hãy tặng cho nhà đất Hồng Sơn xin một like và hãy ấn chuông, ấn đăng ký kênh. Quý vị có thể chia sẻ Zalo, lên Zalo Facebook để anh em bạn bè người nhà của mình có thể xem được mẫu nhà đẹp này, để họ có thể kết hợp xây. Lên tới lầu trên. Lầu trên thì mình sẽ có hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ. Và phòng ngủ này thì có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng luôn quý vị nhé. Phòng vệ sinh riêng cũng rất là rộng rãi này, đầy đủ hết, không thiếu một thứ gì. Từ bồn cầu, chậu rửa, gương soi, vòi tắm, massage, sen thuyền, đầy đủ hết quý vị nhé. Một căn nhà rất là đẹp. Và tất cả phòng ngủ đã được chủ nhà đi đường chờ máy lạnh hết rồi. Phòng ngủ nào cũng có cửa lùa bên hông nhé, rất là thoáng mát. Và đây là view sau lý tưởng của căn nhà. Khu vực trước cửa màn hình quý vị là mình để máy giặt phơi đồ ở khu đây. Đây có đường để máy giặt nhé. Và bên đây là phòng vệ sinh thứ ba của căn nhà. Đây là phòng vệ sinh chung ở khu vực lầu trên. Nội thất của căn nhà này đầy đủ hết quý vị nha. Và phía sau nhà mình có một ban công rộng tầm khoảng là 80 phân. Phía sau là đất nhà người ta rồi quý vị nha. Và đất phía sau là cây cối rất là sạch sẽ, không có mồ mả đâu quý vị nha. Quý vị xem nếu thấy cây cối thì thường hay tò mò. Kế bên đây là một khách sạn này. Kế bên đây là một lô đất nha quý vị nha. Ở đây có một bộ bàn ghế đá cũng rất là đẹp này. Đây, bộ bàn ghế đá nhé. Bây giờ mình tham quan tiếp khu vực phòng ngủ thứ ba. Cầu thang thì được chủ nhà làm tay vịn gỗ gõ đỏ kết hợp với kính cường lực, rất là đẹp nha. Quý vị nhìn lại khu vực view cầu thang rất là rộng rãi. Cầu thang là chủ nhà để rộng tầm khoảng là 26. Và đây là phòng ngủ thứ ba. Với diện tích ngang 5 dài 28, chủ nhà thiết kế 3 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ, sân phơi, rất là đẹp quý vị nha. Và mức giá chỉ có 3 tỷ 500 triệu đồng là tổng giá trị quý vị nha. Nếu quý vị
có nhu cầu vay ngân hàng thì nhà này có thể vay ngân hàng được tầm khoảng là 2 tỷ nhé. Thì mình chỉ cần trả trước 1 tỷ rưỡi thôi là có nhà ở rồi. Nhà này có con đường phía trước, nếu đổ nhựa lên thì rất là có giá quý vị nhá. Và đây là khu vực phòng thờ này. Trên đây chủ nhà cũng gắn rèm đầy đủ hết rồi. Nhà này có ban công phía trước thoáng mát nhé. Hiện tại quý vị đang xem video nghe tiếng ồn là tiếng gió đó. Đây mặt tiền này. Và nhà mình ở trên là chủ nhà là ngôi Thái nên là rất là mát mẻ nha. Đây. View sân này. Rồi cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Nếu thấy nhà này đẹp hãy tặng cho nhà đất Hồng Sơn xin một like. Và hãy nhớ ấn đăng ký kênh, chia sẻ lên Zalo Facebook để anh em bạn bè người nhà của mình cùng xem và theo dõi nhé.